Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Trong clip này mình sẽ chia sẻ đến anh chị các thao tác cơ bản trên nền tảng giao dịch MT4. Rồi thì sau khi mình đăng nhập thành công vào thì đây là một cái giao diện hoàn chỉnh của một cái MT4, thì gồm có là biểu đồ, phần bảng giá, phần điều hướng và cái thanh terminal thì hiển thị số dư, số tiền và cái ký quỹ. Khi mình mở giao dịch thì các lệnh mình sẽ hiển thị dưới bên này. Thì ở cái phần terminal thì mình cần chú ý là mục trade này, rồi account history sẽ lưu lại lịch sử giao dịch của mình, và một phần chú ý nữa là phần mailbox thì broker sẽ gửi những cái thông báo quan trọng vào phần mailbox này, thì mình chú ý để mà mình kiểm tra thường xuyên để nhận được những cái cảnh báo rủi ro khi mà những cái biến động bất thường trên thị trường thì họ sẽ cập nhật cho mình và mình chú ý mình theo dõi. Rồi. Rồi thì thông thường thì khi mình mới đăng nhập thì cái biểu đồ mình nó sẽ như thế này. Nó có đường ngang rồi nó nhỏ xíu và mình sẽ không thể nào mà mình hiển thị mình nhìn thấy giá một cách dễ dàng được. Thì mình sẽ trước tiên hết sau khi mình đăng nhập xong thì mình sẽ chỉnh cái biểu đồ này lại. Đây mình sẽ zoom nó lên. Đây mình có cái nút zoom nè, zoom lớn cái biểu đồ lên, zoom nhỏ lại. Đây mình sử dụng biểu đồ nến nè, mình sẽ chọn biểu đồ nến. Rồi. Mình sẽ chọn lúc này để cái giá nó dịch sang bên đây. Hoặc là mình giữ nguyên. Ở đây mình chọn dịch qua. Rồi sau đó mình sẽ tắt các cái phần thanh kẽ này đi. Đây mình bấm phải ha, chọn rubber tie. Mình bỏ cái nút này đi, show grid này đi. Rồi, lúc này cái biểu đồ mình nó nhìn nó gọn gàng hơn rất là nhiều so với lúc ban đầu. Thì một số trường hợp khi anh chị login vào mình không có thấy được cái biểu đồ đó. Nó sẽ hiển thị như thế này, waiting for update, tức là mình cần phải chọn lại đúng cái sản phẩm đối với cái tài khoản của mình. Mình sẽ qua bên cái bảng bên đây, cái bảng hiển thị sản phẩm, mình chọn show on nhé. Và sau đó mình sẽ chọn đúng cái sản phẩm mình cần giao dịch. Mình bấm chuột phải này, mình chọn chart window để hiển thị. Đó, thì hiển thị lên thì mình sẽ chỉnh lại. Chỉnh lại cho giống. Rồi. Đấy. Rồi thì đôi khi mình lỡ tay mình tắt những cái biển này thì mình có thể hoàn toàn mở lại bằng mình vào view này, mình chọn mình mở lại nhé. Nativator, tất cả các thanh này nó nằm ở cái view nha quý anh chị. Đấy, mình kéo xuống đấy, để nhiều khi mình lỡ tay mình đóng mất thì mình có cách để mà mình mở lại. Rồi thì cái thanh trên đây thì sẽ hiển thị là biểu đồ này, rồi các công cụ này, là nút đặt lệnh, biển đặt lệnh, vân vân. Thì ở những cái thanh công cụ này mình có thể thêm bớt vào những cái các công cụ để mình vẽ kháng cự, vẽ hỗ trợ bằng cách là mình bấm chuột phải vào đây, mình chọn customize. Đây là những cái đang hiển thị. Thì mình có thể mình sẽ thêm thêm từ những cái cột bên trái này sang bên phải. Ví dụ như mình muốn thêm cái Fibonacci channel này, mình sẽ chọn nó và bấm insert thì nó sẽ chuyển qua, mình bấm đấy, nó sẽ có lên đây cho mình sử dụng. Còn nếu mình không muốn dùng nữa thì mình xóa nó ra. Đấy, mình sẽ bấm remove. Rồi nó sẽ trở về trạng thái nguyên bản. Rồi. Mình có thể điều chỉnh cái màu sắc của biểu đồ cũng vào rubber tie, bấm phải chọn rubber tie, mình chọn màu nền. Ví dụ mình chuyển màu khác. Đấy, tùy mình chọn thường màu trắng, thường sử dụng màu trắng hoặc đen.
Khi mình chọn thì nó sẽ hiển thị bên đây. Trước khi mà mình bấm đồng ý thì nó sẽ hiển thị mẫu bên đây. Và khi nào mình cảm thấy vừa ý thì mình bấm OK thì nó sẽ áp dụng lên lên cái biểu đồ của mình. Còn hiện tại ở đây thì mình đang sử dụng mặc định. Rồi. Rồi, tiếp theo nữa là một cái phần rất là quan trọng, đó là cách để mà mình đặt lệnh trên thao tác đặt lệnh trên MT4. Giả sử ở đây mình đang mở biểu đồ của sản phẩm vàng mà mình muốn mở lệnh vàng thì mình sẽ vào New Order hoặc là mình bấm nút F9 trên bàn phím của mình. Đây đây là cái bảng đặt lệnh, thì mình sẽ xem là cái symbol, chú ý cái symbol là vàng nha, đúng cái sản phẩm mà mình muốn vào, khối lượng và mức dừng lỗ, mức chốt lời. Một là mình đặt lệnh, sau đó mình vào mình sửa, hoặc là mình đặt luôn trong lúc mình vào lệnh luôn. Đấy, rồi bên đây là cái bảng hiển thị giá mua giá bán này, chênh lệch giá mua giá bán. Ví dụ như, và ở đây là loại lệnh. Mình có hai loại nha. Một loại là vào lệnh ngay giá thị trường và một loại lệnh chờ. Lệnh chờ thì mình có bốn loại: buy limit, sell limit, buy stop và sell stop. Thì lệnh chờ này sẽ giúp cho mình là chờ mua, chờ bán ở những cái vùng giá xác định theo cái chiến lược giao dịch của mình. Thì mình sẽ mà thử mở. Trước trước tiên là mình sẽ thử mở một cái lệnh vào ngay giá thị trường. Đây. Mình bấm buy này. Rồi, đây là lệnh mình đã đặt. Là mình đã đặt thì nó sẽ hiển thị dưới bên đây mức lời lỗ, thời gian vào lệnh, giá vào lệnh, giá hiện tại của thị trường. Rồi mình có thể chỉnh lệnh. Mình đặt giả sử như mình muốn đặt dừng lỗ ở giá 1692 đi. Mình sẽ bấm hai cái vào đây. Và đây mình chọn là modify order. Modify order mình chọn 1692 1723. Rồi. Bấm modify. Đấy thì nó sẽ hiện lên trên màn hình của mình. Hoặc mình có thể là mình kéo trực tiếp trên biểu đồ luôn. Ví dụ như mình kéo lên, mình không cần phải điền cái bảng nữa, mình có thể thao tác trực quan trên biểu đồ luôn. Đấy, mình kéo nè, mình dịch stop loss, dịch điểm chốt lời. Mình dùng chuột mình bấm vào mình dịch này. Đấy, thì khi mình rê chuột vào cái chỗ stop loss thì sẽ hiển thị cho mình là cái mức lỗ khi mà chạm stop loss. Rồi số pip bị âm tương tự ở bên chốt lời cũng như vậy. Đấy thì trạng thái mình đã vào. À, kế tiếp nữa là mình sẽ đóng lệnh. Ví dụ như mình muốn đóng lệnh thì mình sẽ bấm chuột phải vào, bấm vào dấu X này, bấm Close, hoặc là mình đưa chuột vào trên cái đường vào lệnh của mình bấm phải, mình chọn Close. Hai cách này đều được. Thông thường thì mình sẽ bấm ở dưới đây, nó sẽ nhanh nhanh chóng nhất cho mình. Đấy, mình đóng lệnh. Rồi, thì ở trên MT4 thì mình có thể là mình đóng được lệnh toàn một phần. Giả sử như mình vào lại một lot đi, mà mình muốn đóng bớt 0,5 và giữ lại một lot thôi. Mình bấm vào đây, bấm hai lần vào đây, market execution, mình điền 0,5, điền cái khối lượng mà mình muốn đóng bớt đi. Ở đây mình muốn đóng bớt 0,5 thì nó sẽ hiển thị lên ở đây là đóng cái lệnh, số lệnh với khối lượng và sản phẩm tại giá hiện tại. Mình bấm vào đây thì mình đã đóng bớt 0,5 và ở đây mình còn là 0,5 đang mở.
Rồi mình kéo. Thông thường thì mình nếu mình dùng trên máy tính thì mình kéo nó sẽ thuận lợi hơn cho mình. Và một cách vào lệnh khác nữa là mình sẽ sử dụng cái bảng vào lệnh nhanh trên màn hình biểu đồ luôn. Mình thấy cái nút tam giác này, mình sẽ bấm sổ xuống thì mình điền khối lượng vào. Và có hai chiều mua và bán. Thì sau khi mình điền xong thì mình bấm nó vào lệnh luôn. Không phải qua cái nút F9 hoặc là New Order trên đây nữa. Đó cũng là cách giúp mình vào lệnh nhanh. Và một cái mình muốn tiếp tục chia sẻ nữa đó chính là lệnh về lệnh chờ. Lệnh chờ thì sẽ có hai loại là lệnh chờ mua và chờ bán. Thì mình sẽ nói trước về lệnh chờ mua là lệnh và trong lệnh chờ mua thì mình sẽ có là buy limit và buy stop. Đối với lệnh buy limit nghĩa là mình sẽ chờ mua ở mức giá thấp hơn mức giá thị trường. Giả sử như giá vàng đang là 1708,4 thì mình cảm thấy là cái mức giá này nó chưa chưa thực sự là mức giá tốt để mình vào, mà mình sẽ chờ. Thông thường mình sẽ chờ về giá 1700 để mình vào theo chiến lược của mình chẳng hạn. Thì một là mình sẽ chờ giá nó quay về, hoặc là mình sẽ đặt sẵn một cái lệnh chờ chờ buy limit đây, mà bấm chuột phải tại vùng giá đó chọn buy limit, hoặc là mình bấm new order, mình sẽ chọn này pending, chọn lại buy limit tại vùng giá nào mình sẽ điền vô và mình giả sử mình sẽ dừng lỗ ở 1692 chẳng hạn, mình điền vào rồi mình bấm đặt. Đây nó sẽ hiển thị lên đây và bên dưới này nó sẽ hiển thị cái lệnh của mình đang chờ ở đây. Thì mình có thể kéo mình dời cái lệnh này đi vẫn được, rồi mình dời stop loss của lệnh đi, rồi mình đóng nó đi, mình sẽ đóng bớt đi. Và một lệnh chờ mua tiếp theo nữa là buy stop, nghĩa là lệnh này sẽ kích hoạt khi mà giá vượt qua cái vùng giá mình đặt buy stop. Giả sử như một nhà đầu tư phân tích là giá sẽ tiếp tục tăng nữa sau khi vượt qua cái vùng 1719 này chẳng hạn, thì thay vì chờ giá vượt qua thì họ sẽ đặt một cái lệnh, đó là lệnh buy stop. Lệnh buy stop được hiểu là mình sẽ đặt trên trên cái giá thị trường hiện tại. Đây mình đặt buy stop giả sử như là 1720. Mình đặt dừng lỗ. Ví dụ thôi, 1700 chẳng hạn. Đây, mình đặt. Thì giá đang là 1708 nằm dưới cái lệnh buy stop của mình. Và khi giá vượt lên trên, đây, giá vượt lên trên chạm thì sẽ kích hoạt lệnh buy stop. Rồi, và tương tự thì đối với lệnh chờ bán cũng tương tự, cũng có hai loại. Đó là sell limit và sell stop. Thì đối với sell limit thì mình sẽ chờ chờ bán ở trên mức giá thị trường. Giả sử như mình phân tích là giá chạm trên giả sử như giá chạm như trên cái 1739 đi. Mình phân tích là giá chạm 1739 sẽ bật lại. Thì mình sẽ đặt ở đây một cái lệnh là sell limit thì giá đi lên. Theo kịch bản ví dụ giá đi lên chạm vào cái lệnh này, lệnh sell limit của mình và giá giảm xuống thì mình sẽ đặt ở cái đây một cái lệnh sell limit.
Này, sell limit, điền vùng giá vô, ví dụ như 1738 chẳng hạn, dừng lỗ ở 1743. Đấy, mình sẽ đặt ở đây. Thì nếu như nó đi đi điểm kịch bản của mình, nó chạy lên khớp lệnh và nó rơi xuống, thì lúc này thì lệnh sell limit sẽ thường đa số sẽ sử dụng trong những trường hợp này. Thường là dùng để giao dịch khi chạm kháng cự hỗ trợ hoặc bắt đỉnh bắt đáy. Và còn một lệnh nữa đó là lệnh sell stop. Thì sell stop mình sẽ đặt bên dưới giá hiện tại. Giả sử như mình phân tích là giá nó giảm xuống dưới cái mức này, dưới cái mức 1683 thì sẽ tiếp tục giảm nữa. Thì mình sẽ đặt ở đây một lệnh sell stop. Mình bấm chuột phải mình chọn luôn cũng, hoặc là mình tốt nhất là mình mở cái bảng này lên mình đặt. Đó, sell stop, mình chọn giá vô 1683 chẳng hạn. Mình đặt stop loss là 1698. Đây. Sư ví dụ. Mình đặt xong mình chưa nghĩ thì mình có thể kéo nó đi, kéo nó đi. Cái điểm stop loss mình cũng phải kéo được. Đấy, vì khi giá giả sử như nó giảm về đây, nó khớp lệnh mình nó tiếp tục giảm. Thì đa số là những lệnh chờ mình sẽ áp dụng trong những cái trường hợp này. Và sau khi mình đặt xong á, nó có một cái ưu điểm đó là mình đặt xong mình đóng máy thì lệnh nó vẫn treo trên đây. Mình phải đóng máy mình làm việc khác. Mình đặt đặt lệnh chờ, đặt dừng lỗ, đặt chốt lời, sau đó mình đóng máy mình đi làm việc khác. Thì nếu mà giá nó đi đúng kịch bản của mình, nó chạy nó khớp thì mình đã dừng lỗ chốt lời sẵn rồi, thì mình cũng chỉ cần không có cần phải tốn nhiều thời gian để mà mình theo dõi, mình quan sát nó quá nhiều gây ảnh hưởng tới những việc khác của mình. Thì mình chỉ lâu lâu mình lên mình theo dõi xem là giá nó có đi đúng nhận định của mình hay không, mà mình có chốt lời hay cắt lỗ như thế nào. Thì đa số những lệnh chờ mua chờ bán thì tốt nhất là mình nên có điểm dừng lỗ và chốt lời thì nó sẽ tốt hơn cho mình. À, một cái nữa mà mình muốn chia sẻ đó là chính là khi mà mình giao dịch mà mình có sử dụng một cái hệ thống giao dịch nào đó. Ví dụ hệ thống giao dịch mình có các indicator chẳng hạn. Ví dụ như mình đây. Giả sử như ở đây mình dùng hai indicator này chẳng hạn. Thì mình đang ở chart vàng. Rồi mình qua cái sản phẩm khác. Ví dụ như EU, rồi mình qua những sản phẩm khác để mình xem cái hệ thống của mình và cái sản phẩm ấy nó có điểm để vào lệnh hay không. Thì nếu như mỗi mỗi cái mình mỗi mỗi mở rồi mỗi cài lại á, thì nó rất là mất thời gian của mình. Thì mình sẽ lưu cái template này lại luôn. Ví dụ như mình đã như đây là hoàn chỉnh theo ý của mình sẽ lưu lại luôn. Mình bấm phải vào màn hình nè, chọn template, chọn sale template. Ví dụ như mình đặt tên nó là BB gì đó chẳng hạn, cái tên nào mà mình nhớ nó đó. Rồi sau khi mình lưu xong rồi thì qua cái biểu đồ mới mình chỉ cần mở mở cái template đó lại thôi. Đấy, vàng nè, EU nè, cũng còn một cái template cùng một cái hệ thống. Đấy, thì nó rất là tiện dụng cho mình. Mỗi lần mình mở những cái chart mới, những cái biểu đồ mới thì mình không có nhất thiết phải ngồi cài lại. Đấy, rất là nhanh chóng cho mình trong thao tác, mở lệnh, quan sát. Ở đây mình có cài một cái template biểu đồ trống chẳng hạn. Đấy, mình thay đổi qua thay đổi lại. Khi không có indicator thì mình quan sát chặt không, hoặc là khi có indicator thì nó sẽ như thế nào. Và mình có thể lưu nhiều cái lại với nhau, lưu cái nhiều nhiều template, nhiều hệ thống lại.
hay như Japan hoặc là MA, rất nhiều. Và khi mình không muốn sử dụng nữa thì mình có thể là mình xóa cái template đó đi. Remove template này, bấm phải dọn template, remove template. Đây, xóa, nó hỏi muốn xóa không? Bấm xóa. Thì mình sẽ không còn mở cái đó nữa. Này, đã xóa rồi. Rồi. Và một cái nó đang nói về công cụ thì có một cái chia sẻ của mình nữa là giả sử như mình tìm thấy một cái công cụ hỗ trợ nào đó trên mạng hoặc mình muốn add vào trong cái phần mềm MT4 của mình thì mình sẽ có cách để mình add vào. Bình thường thì MT4 nó cũng đã hỗ trợ mình rất nhiều công cụ, tuy nhiên thì mình tìm thấy một cái công cụ, một cái hệ thống nào đó hoặc mình sáng tạo một cái hệ thống nào đó mình hoặc ai đó chia sẻ cho mình mà họ chia sẻ một cái file indicator thì mình sẽ cài vào trong cái MT4 của mình luôn. Mình vào file, chọn Open Data Folder thì nó sẽ hiển thị lên một cái cửa sổ. Thì anh chị sẽ vào phần MQL4, chọn Indicator và sau đó mình sẽ copy vào trong đây. Thì có rất nhiều công cụ. Đây, copy vào. Ví dụ hôm nay mình có một cái công cụ của Atos, Atos Ray3, mình copy hết vào. Sau khi copy xong thì mình vào thanh điều hướng, mình chọn indicator nè, mình bấm refresh thì mình có thể sử dụng được. Mình sẽ bấm vào đây để đưa cái chỉ báo đó vào. Ok, đó, tương tự như vậy. Mà mình gắn chỉ báo này vào, mình có thể tạo cái template mới cũng được. Hoặc khi đó ai đó tặng mình một cái template nào đó, phương pháp giao dịch của họ, thì mình vẫn vào trong cái thư mục này. Mình chọn indicator vào template này. Đấy. Những em template mình đã lưu hoặc là khi ai đó gửi template cho mình thì mình copy, mình paste vào đây. Sau đó mình bấm chuột phải này. Ở ngoài màn hình này, nó sẽ có. Rồi. Rồi, trên đây là cái những chia sẻ của mình về các thao tác cơ bản trên nền tảng giao dịch MT4. Thì hy vọng qua cái clip chia sẻ này sẽ giúp ích cho quý anh chị nhà đầu tư mình có thêm một cái cách, một cái kinh nghiệm để sử dụng phần mềm MT4. Đối với anh chị nhà đầu tư mới thì trong những video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ thêm về những cái thủ thuật về sử dụng MT4 cũng như là các phân tích kỹ thuật, nền tảng giao dịch, vân vân. Thì hẹn gặp lại anh chị.